Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 5, đoàn công tác trường Đại học Đồng Tháp do đồng chí Hồ Văn Thống, hiệu trưởng, đồng chí Trương Tấn Đạt, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường Đại học Đồng Tháp cùng ban giám hiệu nhà trường đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về đề xuất thành lập phân hiệu trường Đại học Đồng Tháp tại Tây Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn tại Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, theo đề xuất xây dựng và phát triển phân hiệu trường đại học đồng tháp tại tỉnh tây ninh việc thành lập phân hiệu trường đại học đồng tháp tại tỉnh tây ninh trên cơ sở sắp nhập trường cao đẳng sư phạm tây ninh nhằm đạt mục tiêu phát huy vai trò năng lực hiện có của trường đại học đồng tháp và trường cao đẳng sư phạm tây ninh duy trì và mở rộng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nâng chuẩn giáo viên và phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh tây ninh nói riêng và khu vực đông nam bộ tây nam bộ nói chung Bên cạnh đó, trường sẽ tập trung đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, sức khỏe, xây dựng, logistics, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh. Thay mặt Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cũng gửi lời cảm ơn tình cảm của trường Đại học Đồng Tháp đã quan tâm và có đề xuất mở phân hiệu trường Đại học Đồng Tháp tại Tây Ninh để hợp tác, phối hợp với tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh Tây Ninh đề nghị Ban giám hiệu Trường Đại học Đồng Tháp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất xây dựng và phát triển phân hiệu Trường Đại học Đồng Tháp tại Tây Ninh đúng theo định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được chính phủ phê duyệt.